Xin chào các bạn. Khi các bạn bị số độ thấp thì chúng ta không có phải nhất thiết phải đeo kính là 24/24, nhất là đối với những người bị độ viễn để dùng để đọc sách. Tuy nhiên đây cũng là một cái lý do làm cho các bạn là không có đeo kính thường xuyên và rất là lười đeo kính, bởi vì chúng ta phải luôn luôn mang cái kính theo bên người để khi có chuyện gì chúng ta lấy ra chúng ta xài luôn luôn. Và cái đã có một cái giải pháp của cái thương hiệu X-Pháp, đó là một cái sản phẩm rất hay, đó chính là cái gọng kính ở trên tay mình đây, mà người ta gọi là gọng kính xếp chất liệu titanium cao cấp. Chúng ta không chỉ là có thể bỏ gọn nó vào ở trong ba lô túi sách mà còn có thể là bỏ trong túi áo hoặc là túi quần, và đặc biệt tiện lợi hơn là chúng ta có thể gắn vào thắt lưng nữa, trông cực kỳ là cá tính và tiện lợi, bởi vì khi chúng ta cần sử dụng chúng ta chỉ cần kéo lên và chúng ta có thể sử dụng ngay. Và đằng sau này là có một cái dây đeo chúng ta có thể gắn vào ở bên ngang ống thắt lưng. Và ở đây mình đã có chiếc gọng kính đã được xếp rất là nhỏ gọn. Cái thực sự thì những cái gọng kính xếp như này thì nó không có mới, nhưng mà cái hay của X-Pháp đó chính là sử dụng những chất liệu cao cấp để cấu thành nên cái kính, là từ cái phần bao da đựng cái kính cho tới chất liệu titanium cao cấp để tạo nên cái gọng kính, thì giúp cho kính là nhẹ hơn, bền hơn và cực kỳ sang trọng. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mở ra là để các bạn coi cái hình dáng lúc bình thường của nó sẽ như thế nào, sẽ như là một cái gọng kính bình thường. Và đặc biệt ở đây sẽ có các khớp nối ở giữa hai cầu kính và đặc biệt là ở phần giữa bên càng này để giúp chúng ta có thể gọng kính nhỏ gọn khi không sử dụng. Và những cái chiếc kính X-Pháp này thì sẽ có rất là nhiều màu sắc như màu đen, màu xám, màu vàng, màu bạc, và tất cả đều có tem chống hàng giả của nhà phân phối độc quyền thương hiệu này, và tất cả đều bảo hành chính hãng là 1 năm. Quá hay phải không các bạn? Với chiếc kính nhỏ gọn xếp như thế này thì bao nhiêu cái sự bất tiện và khó khăn trước đây đã được giải quyết hoàn toàn. Đến đây mình xin kết thúc clip. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.